Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Của chúng ta là niềm vui làm con cái Thiên Chúa, được Thiên Chúa quy tụ về nơi đây từ mọi nơi trong khắp giáo phận Xuân Lộc. Chúng ta hành hương về nơi đây để chúc tụng, ca khen và cảm tạ Thiên Chúa, để sống đầy tâm tình năm thánh lòng thương xót, để trải lòng mình ra trong đại dương thương xót của Thiên Chúa, để cảm nghiệm và sống thương xót như Chúa Cha. Tham dự cuộc hành hương không chỉ để lãnh ơn toàn xá, mà điều quan trọng là để làm tươi trẻ lại đức tin, giúp chúng ta sống đời Kitô hữu cách hân hoan và nhiệt thành loan báo lòng thương xót của Thiên Chúa cho mọi người. Chỉ cần chiêm ngắm máng cỏ, thập giá và thánh thể, chỉ cần đứng nhìn đứng chịu tâm thâu vì tội lỗi ta, đủ làm tâm hồn chúng ta rung động thốt lên: Chúa đã yêu tôi và đã chết vì tôi. Nếu Chúa không đến và tự hiến đến chết để cứu chuộc ta, thì cuộc đời ta hoàn toàn vô vọng trong sự mau qua của thân xác. Với sự trói buộc nghiệt ngã của dục vọng thấp hèn và rơi vào vực thẳm sự chết, đời ta không có tương lai. Nhờ Chúa Giêsu đến, chúng ta được thông hiệp với Thiên Chúa, thân xác được thăng tiến phi thường, từ phần phải chết, thân xác trở nên bất tử, từ giới sinh vật, thân xác trở nên thần linh, được tạo ra bởi đất, thân xác được vào nước trời đời đời. Tham dự thánh lễ tạ ơn giờ đây, xin cho chúng ta nhận biết được sự cao cả của hồng ân cứu độ và cảm nhận được tình yêu khôn vời Chúa dành cho ta, thúc đẩy chúng ta sống đời Kitô hữu hân hoan và tràn đầy tình yêu. Giờ đây kính mời cộng đoàn đứng để chúng ta bước vào thánh lễ. Kính mời cộng đoàn cùng hiệp ý để chúng ta cầu nguyện tạ ơn. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài, đặc biệt lòng thương xót và sự tha thứ của Ngài trên từng hội viên và tất cả mọi người đang hiện diện nơi đây và những người mà chúng ta được sai đến để loan báo lòng thương xót của Thiên Chúa. Mời đoàn nước tiến bước.
trời ăn năn trở về. Xuân Lộc, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên giám mục giáo phận Hải Phòng an toàn. Chúng con kính mời quý cha và cộng đoàn ngồi. Giờ đây cha Phaolô Nguyễn Nguyên, phó đảm trách hiệp hội lòng Chúa thương xót giáo phận Xuân Lộc, có đôi lời kính chào Đức cha, quý khách và giới thiệu hội viên hiệp hội lòng Chúa thương xót giáo phận Xuân Lộc. Chúng con trân trọng kính mời. Trọng kính quý đức cha, quý cha quản hạt, quý cha bề trên, quý tu sĩ, quý khách mời cùng toàn thể hội viên hiệp hội lòng Chúa thương xót. Ngày 10 tháng 11 năm 2015, Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh đã ban phép thành lập hiệp hội lòng Chúa thương xót Công giáo Phật Xuân Lộc. Nhờ sự chỉ dẫn nhiệt tình của đức ông Vinh Sơn tổng đại diện và sự nâng đỡ của quý cha, hiệp hội lòng Chúa thương xót đã được thành lập tại các giáo xứ. Đến nay đã hiện diện trong 182 giáo xứ với 17.831 hội viên cùng 15 cha trực tiếp đồng hành và linh hướng. Hôm nay đúng dịp kỷ niệm một năm thành lập và trong bối cảnh sắp sửa kết thúc năm thánh lòng thương xót của Chúa, gia đình lòng thương xót chúng con hân hạnh quy tụ lần đầu tiên tại đây. Qua sự ban phép và hỗ trợ tích cực của cha bề trên và quý tu viện Thánh Martino hổ này, thật hạnh phúc cho chúng con khi trong thánh lễ tạ ơn này được đức cha chính Giuse giám mục giáo phận Xuân Lộc chủ sự. Chúng con cũng được vinh dự khi có sự hiện diện quý báu của đức cha Giuse Vũ Văn Thiên giám mục giáo phận Hải Phòng. Chúng con cũng xin kính chào quý cha quản hạt, quý cha đặc trách các ban ngành đoàn thể trong giáo phận, quý cha, quý bề trên, quý tu sĩ, thường vụ ban hành giáo của giáo phận Xuân Lộc và giáo hạt Hổ Nai, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn đã thương hiện diện cùng chúng con để chung lời tạ ơn hôm nay. Đặc biệt, chúng con cũng xin hân hoan đón chào cha Giuse Tạ Huy Hoàng, thư ký ban giáo dân thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, cũng là cha giáo Đại chúng Việt Xuân Lộc, quý cha linh hướng và đại diện cộng đoàn lòng Chúa thương xót các giáo phận bàn, tổng giáo phận Sài Gòn, giáo phận Phan Thiết, giáo phận Vĩnh Long, giáo phận Bà Rịa. Kính xin quý đức cha, quý cha, quý cha quản hạt, quý bề trên, quý tu sĩ, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn cùng chung lời tạ ơn và cầu nguyện cho cộng đoàn lòng Chúa thương xót trong giáo phận Xuân Lộc chúng con luôn biết sống và lòng thương và loan báo lòng thương xót của Chúa cho mọi người chung quanh. Thay lời cho toàn thể cộng đoàn lòng Chúa thương xót giáo phận Xuân Lộc, chúng con xin trân trọng kính chào. Thưa quý vị, cho một tràng vỗ tay thật lớn để chúng ta kính chào quý đức cha, quý cha. Rồi giờ đây kính mời cộng đoàn đứng để bắt đầu thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ơn chúng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha
và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, đặc biệt con cái của giáo phận Xuân Lộc, hiệp hội Lộc Chúa Thần Son, quý cha Đình Hướng và tất cả mọi thành viên, hôm nay chúng ta vô cùng hân hoan tụ họp nhau nơi đây để dâng lời cảm tạ Chúa kỷ niệm đúng một năm hiệp hội Lộc Chúa Thần Son được thành lập tại giáo phận Xuân Lộc của chúng ta. Niềm vui này được tăng thêm gấp bội và hết sức sâu đậm nhờ có sự hiện diện của Đức cha Giuse, giám mục giáo phận Hải Phòng, và quý cha Linh Hướng cũng như các thành viên của hiệp hội Lòng Chúa Thương Xót tại các giáo phận khác, tổng giáo phận Sài Gòn, giáo phận Vĩnh Long, Phan Thiết, Bà Rịa, nhà chúng ta cùng hợp nhất đây trong tinh thần của con cái Chúa. Và tất cả mọi người chúng ta cùng cần lòng thương xót của Chúa, và chắc chắn chúng ta cũng đã được lãnh nhận lòng thương xót của Chúa cho chúng ta, cho gia đình giáo xứ, giáo phận của chúng ta. Chúng ta cùng nhau dâng lời cảm tạ Chúa và kêu cầu danh Chúa, tiếp tục kêu cầu danh Chúa cho chúng ta, cho những người vắng mặt. Đặc biệt chúng ta nhớ đến Đức cha Đa Minh kính mến của giáo phận Xuân Lộc chúng ta, cũng như Đức ông Nguyên Tổng Đại diện Đức ông Vinh Sơn, đã là những người đã đồng hành để làm khai sinh ra hiệp hội Lộc Chúa Thương Xót mà hôm nay đem lại hoa trái rất dồi dào cho giáo phận. Và bây giờ để chuẩn bị tâm hồn chúng ta dâng thánh lễ này một cách xứng đáng, chúng ta thành tâm thống hối xin Chúa thứ tha cho chúng ta mọi lỗi lầm, mọi thiếu sót chúng ta đã vấp phạm đến Chúa. Và chúng ta tin tưởng Thiên Chúa giàu lòng thương xót lắng nghe lời chúng ta cầu nguyện ban ơn tha tội cho chúng ta. Xin Đức Mẹ Maria là mẹ của lòng thương xót cầu bầu cho chúng ta ơn tha tội. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi ngày. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước quả Thiên Chúa. Chúa chúng ta xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúa.
lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa giàu lòng nhân ái, luôn sẵn sàng tha thứ. Chúa dành những thời gian đặc biệt để thi ân giáng phúc cho loài người. Nhờ đó muôn dân có thể nhận biết Chúa là đấng tạo thành và cứu độ sinh linh. Ước gì chúng con biết nắm lấy thời cơ thuận tiện này mà hăng say đáp lại lời bình an của Chúa và tích cực cộng tác vào công trình hòa giải muôn loài trong Đức Kitô, Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần nên muôn thuở muôn đời. Trích thư Do Thái cho chúng ta biết Đức Kitô là đứng đã dùng máu mình mà giải thoát chúng ta khỏi tội, giao hòa ta với Chúa và cho ta được hưởng gia nghiệp đời đời. Kính mời cộng đoàn lắng nghe lời Chúa. Bài trích thư gửi tín hữu Do Thái. Nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Kitô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của Người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống. Bởi vậy, Người là trung gian của một giao ước mới, lấy cái chết của mình mà chuộc tội lỗi người ta đã phạm trong thời giao ước cũ, và đem lại cho những ai được Thiên Chúa kêu gọi quyền lãnh nhận gia nghiệp vĩnh cửu Thiên Chúa đã hứa. Đó là lời Chúa. Chúa là sáng niềm
Nhờ Đức Kitô, chúng ta đã được hòa giải với Thiên Chúa và được hợp nhất với nhau thành hội thánh nơi Thiên Chúa ngự trị. Đó là điều Thánh Phaolô dạy chúng ta trong thư Ê-phê-sô. Kính mời cộng đoàn lắng nghe lời Chúa. Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, khi ấy anh em không có Đức Kitô, anh em bị đặt ra ngoài cộng đồng Israel. Anh em là những người xa lạ đối với những giao ước, không được cày trong lời hứa và cũng không được biết Thiên Chúa ở cõi đời này. Xưa kia anh em là những kẻ ở xa, thì nay trong Đức Giêsu Kitô anh em đã nên gần nhờ biểu huyết của Người. Chính Người là sự bình an của chúng ta. Người đã làm cho đôi bên nên một, đã phá đổ bức tường ngăn cách, tiêu diệt sự hận thù trong thân xác của Người, tức là bài bỏ lề luật cũ với những thể lệ, để kiến tạo cả hai nên một người mới, đem lại bình an, dùng thập giá giải hòa hai dân tộc trong một thân thể với Thiên Chúa. Nơi Người, mối thù nghịch đã bị tiêu diệt, và Người đã đến loan báo tin mừng bình an cho anh em là những kẻ ở xa, và bình an cho những kẻ ở gần. Và chính nhờ Người mà chúng ta đôi bên được đến gần Cha trong cùng một thần trí. Vì vậy, anh em không còn là khách trọ và khách qua đường nữa, nhưng là người đồng hương với các thánh và là người nhà của Thiên Chúa. Anh em đã được xây dựng trên nền tảng các tông đồ và các tiên tri. Có chính Đức Giêsu Kitô làm đá gốc tường, trong Người tất cả tòa nhà được xây dựng cao lên thành đền thánh trong Chúa. Trong Người cả anh em cũng được xây dựng làm một với nhau, để trở thành nơi Thiên Chúa ngự trong thánh thần. Đó là lời Chúa. Xin cộng đoàn đáp và ở cùng Thầy. Chúa ở cùng anh chị em. Ở cùng Thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây, các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình,
hãy chúc lành cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả mã con bên này thì đưa cả mã bên kia, ai lột áo ngoài của con thì con cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin thì con hãy cho, và ai lấy gì của con thì đừng đòi lại. Các con muốn người ta làm điều gì cho các con thì hãy làm cho người ta như vậy. Nếu các con yêu những kẻ yêu các con thì còn ân nghĩa gì nữa? Vì cả những người tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ. Và nếu các con làm ơn cho những kẻ làm ơn cho các con thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng làm như vậy. Và nếu các con cho ai vay mượn mà trông người ta trả lại thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay mượn, để rồi cũng trả lại sòng phẳng. Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mượn mà không trông báo đền. Phần thưởng của các con bấy giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái đấng tối cao. Vì người nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác. Vậy các con hãy ở nhân từ như cha các con là đấng nhân từ. Đừng xét đoán thì các con sẽ khỏi bị xét đoán. Đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ thì các con sẽ được thứ tha. Hãy cho thì sẽ cho lại các con. Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đá dần, đá lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong đấu nào thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ rất thân mến, đặc biệt các anh chị em thuộc các hiệp hội lòng yêu thương xót có mặt ở đây cùng với toàn thể hội Thánh Chúa, theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco, chúng ta đã khai mạc năm Thánh lòng thương xót. Như tất cả mọi người, chúng ta đã đi vào năm Thánh lòng thương xót. Nhưng hơn mọi người, các anh chị em thuộc hiệp hội lòng Chúa thương xót phải cảm thấy thấm thía hơn cái ý nghĩa của năm Thánh lòng thương xót, và nhất là trong những tháng cuối trước khi chúng ta bế mạc năm Thánh lòng thương xót. Biểu tượng của năm Thánh lòng thương xót chúng ta luôn luôn có trước mặt và đã nhìn ở mọi nơi. Chúng ta thấy biểu tượng Chúa Giêsu vác trên vai một người mềm nhũn nhưng không có xương nữa, và như Chúa ghi người đó vào mình để làm gì? Thưa, để thông truyền sức sống của Thiên Chúa vào người đó, để làm cho người đó được sống động lại. Đó là hình ảnh của lòng Chúa thương xót đối với nhân loại, nhân loại tội lỗi. Và chúng ta đến đây, tất cả ai chắc chắn cũng có cái cảm nghiệm của sự giòn mỏng bản tính loài người, của sự yếu đuối của mình, có những cái sức mạnh của sự giữ cứ như thể là nó làm chúng ta mất sức sống, cố gắng trỗi lên rồi lại ngã xuống. Nhiều khi chúng ta đâm ra thất đảm, không còn muốn tiếp tục
cố gắng chiến đấu chống lại sức mạnh của sự dữ ở trong mình. Nhưng năm Thánh Đồng Thường Xót nhắc nhở cho chúng ta hãy tin tưởng và đến với Chúa Giêsu để Chúa truyền sức sống, ơn cứu độ của Ngài để làm cho chúng ta từ chết trở thành sống, từ một cái thân xác mềm nhũn như không, như thể không có xương, sẽ có xương và đứng lên, không những đi lại được mà có thể chạy đi khắp nơi khắp chỗ. Hôm nay các bài sách thánh hôm nay mời chúng ta đi tiếp một bước nữa trong biểu tượng của năm Thánh Lòng Thương Xót, thì có hình mà chúng ta vừa nói Chúa vác trên vai mình nhân loại tội lỗi ti liệt, nhưng mà rồi ở vòng ngoài thì có chữ nói là hãy xót thương như cha các con xót thương. Tức là chúng ta đã được hưởng lòng thương xót của Chúa, bây giờ chúng ta được trở thành hân hạnh, được trở thành sứ giả lòng thương xót của Chúa. Hôm nay chúng ta cuối lễ tôi sẽ được hôn kính di tích của Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, là tông đồ của lòng thương xót của Chúa, và chính Ngài đã tuyên thánh cho nữ tu Faustina trở thành thánh sứ giả của lòng thương xót. Chúng ta tất cả được mời gọi trở thành Faustina mới ở trong xã hội hôm nay. Mà bài sách Tin Mừng Thánh Luca nói rõ cho chúng ta cái cách thức trở thành sứ giả lòng thương xót của Chúa cho nhân loại tội lỗi. Các con hãy thương yêu kẻ thù của các con, các con hãy tha thứ cho họ. Thương xót của Chúa là vậy đó, tha thứ cho những người chối bỏ mình, tha thứ cho những người làm khổ mình, làm nhục mình. Thế thì tất cả chúng ta được mời gọi trở thành sứ giả hiện thân của Chúa Giêsu, đứng đem lòng thương xót của Thiên Chúa Cha xuống cho nhân loại, áp dụng vào trong các gia đình, trong các mối tương quan giáo họ, giáo xứ, hội đoàn, các giới, ở mọi người, những nơi mình làm việc. Con người ta yếu đuối dòm bỏng, nhân vô thập toàn, không ai là không có những cái lỗi lầm, ai cũng cần phải có lòng thương xót, không những của Chúa mà còn của các tông đồ của Chúa nữa. Tôi muốn đặt cho tất cả cộng đoàn cái câu chuyện của một bà mẹ thương yêu con của mình như thế nào qua cái lời tự sự của đứa con. Khi viết thì anh này 19 tuổi, anh viết như sau: con không biết ngày mai là ngày của mẹ, nếu không vô tình nhìn thấy tấm biển quảng cáo ở trước một quán cà phê ngoài phố. Và con cũng chợt nhận ra rằng con không hề biết ngày sinh nhật của mẹ. Con cũng chưa bao giờ mua tặng mẹ được một bông hoa hay nói lời chúc mừng mẹ. Con đứng trước cửa nhà suốt 2 tiếng đồng hồ mà không dám nhấn chuông. Con rất muốn gặp mẹ, gặp bà và các em, nhưng không có đủ can đảm. Nếu gặp mọi người, chắc ngày mai con sẽ không thể nào đi vào miền Nam để bắt đầu lại một cuộc sống mới như đã dự định. Vì con biết chắc chắn mẹ sẽ giữ con lại bằng rất nhiều nước mắt. Một năm trước đây, vào ngày này, chắc mẹ đang đi tìm con ở khắp các làng hàng điện tử và nhà mấy thằng bạn. Còn con thì đang say sưa lê lết ở hàng karaoke. Vì lúc đó con cảm thấy rất chán ghét gia đình mình. Tại sao bố bỏ nhà đi mà không ai nói cho con biết? Con có cảm giác như không ai tôn trọng mình, gạt mình ra khỏi gia đình. Mãi về sau con mới biết mẹ giấu con vì không muốn ảnh hưởng đến kỳ thi tốt nghiệp của con. Nhưng lúc đó con như một thằng điên, chỉ biết oán trách.
gây sự với tất cả mọi người. Con đã nói rất nhiều thứ bậy bạ và hỗn láo với mẹ. Tại sao mẹ không cho con một cái tát ngay lúc ấy để con có thể hiểu ra mọi chuyện mà mẹ chỉ khóc? Con cũng không hề biết mẹ đã phải nhịn nhục khổ sở như thế nào, đến nhà người ta xin xỏ để họ không báo chuyện con đánh nhau lên nhà trường. Bố bỏ đi, một mình mẹ phải chịu bao nhiêu vất vả và những lời xì xào bàn tán của mọi người, rồi cả sự mất dạy hỗn láo của con. Tại sao mẹ không nói tất cả mọi chuyện với con mà mẹ chỉ khóc? Bố và con, hai người đàn ông trong gia đình, nhưng lại là hai người tồi tệ nhất, đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của mẹ, đã khiến mẹ phải chịu bao khổ sở. Con cứ trượt dài từ sai lầm này đến sai lầm khác, và để mẹ phải đi đằng sau gánh chịu mọi hậu quả. Ngày con bỏ đi tốt nghiệp, bỏ thi tốt nghiệp đi chơi, mẹ đã ngồi chờ con cả đêm trước cửa nhà. Rồi những ngày tiếp theo, mẹ đã phải gồng mình lên, vừa đi làm vừa kèm con đi học để thi lại lần thứ hai, thanh toán những khoản nợ hàng điện tử, hàng bia của con, đến xin lỗi từ nhà mỗi khi con gây gỗ với mọi người. Ngày con đi thi lại lần thứ hai, buổi thi nào mẹ cũng đưa con đi rồi đứng chờ đến hết giờ để đưa con về. Trong lúc đó con u mê quá, con không nhận ra rằng mẹ yêu thương con đến mức nào và con đã làm mẹ đau khổ đến mức nào. Khi mọi người càng cố lại gần con, giúp đỡ con, thì con lại càng đẩy mọi người ra xa, nhất là mẹ. Hầu như tháng nào con cũng gây ra một chuyện, kết bạn với những đứa không ra gì, làm đủ thứ điên rồ và mất dạy. Thậm chí con còn cạnh tủ lấy trộm tiền để đi chơi. Dù biết là con lấy, nhưng mẹ vẫn bênh con trước mặt các bác, các chú. Mẹ xót xa đỡ đòn cho con khi con bị bác đánh, nhưng con vẫn giận dỗi mẹ, vẫn bỏ sang nhà gì ở vì không muốn nhìn thấy mẹ. Con đúng là một thằng tồi, một thằng con bất hiếu phải không mẹ? Con đã sống thật ích kỷ và chỉ hiểu ra mọi chuyện khi đã quá muộn. Mới đây con lại gây ra một chuyện tồi tệ khiến mẹ phải đau lòng, phải khóc. Con rất muốn gặp mẹ để xin mẹ tha thứ, dù con biết mẹ không hề giận. Vào ngày này, người ta thường ở bên nhau và tặng mẹ những lời nói yêu thương, những món quà, những bông hoa đẹp. Nhưng con lại chẳng thể làm được những việc ấy cho mẹ. Con chỉ muốn nói con xin lỗi mẹ, mong mẹ hãy tha thứ cho đứa con hư hỏng này. Ngày mai con sẽ vào miền Nam và bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn. Con sẽ quay về gặp mẹ, gặp bà và các em sau khi có đủ tự tin để đối mặt với mọi chuyện mình đã gây ra. Điều con mong nhất lúc này là kể từ nay trở đi, mẹ sẽ không bao giờ phải khóc, không bao giờ phải đau khổ nữa vì con. Lòng thương xót của Chúa đã khơi lên trong lòng nhân loại những dòng nước thương yêu, tha thứ chảy tràn vào lòng của mọi người. Mà một trong những người tuyệt vời đó là bà mẹ mà chúng ta vừa nghe trong lời tự sự của đứa con này. Ước mong tất cả chúng ta hãy là hiện thân của lòng thương xót, thương yêu, kiên nhẫn trong đau khổ, để tưới mát gia đình mình, giáo xứ mình, giáo phận của mình và toàn thể giáo hội và mọi người trên thế giới này. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng và chúng ta cùng nhau dâng lời nguyện xin lên Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, nhờ tình yêu cứu độ của Đức Kitô, chúng ta được sống mối thân tình với Chúa Cha và yêu mến nhau như anh em. Chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin.
Đức Kitô là dung mạo lòng thương xót của Thiên Chúa. Xin cho các mục tử hội thánh trở nên nhân chứng sống động lòng thương xót của Chúa bằng đời sống cầu nguyện, chuyên cần thực thi ý Chúa và khiêm nhường phục vụ tha nhân. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Phúc cho ai có lòng thương xót thì hầu sẽ được Thiên Chúa xót thương. Xin cho nhân loại ngày nay biết xây dựng đời mình trên lòng thương xót của Thiên Chúa, biết sống tha thứ và bao dung để nhân loại được sống trong bình an. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thiên Chúa muốn cứu độ hết mọi người. Xin cho tất cả chúng ta, đặc biệt là các hội viên Hiệp hội Lòng Chúa Thương Xót, nhận biết mình cũng được Chúa xót thương, tạo dựng và cứu độ, hầu biết dâng những hy sinh và lòng bác ái mà cầu nguyện cho tất cả các linh hồn. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Các con hãy tỏ lòng thương xót như cha các con hay thương xót. Xin cho những người già yếu, bệnh tật, neo đơn, nghèo khổ cả tinh thần và vật chất, nhờ niềm vui đức tin và đức ái tỏa lan từ đời sống các Kitô hữu, được cảm nếm và thấm nhập sâu xa vào lòng thương xót của Thiên Chúa, để có được niềm vui đích thực như là chính Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã sai con Chúa đến để hòa giải nhân loại với Chúa và với nhau. Xin cho chúng con biết mở lòng đón nhận tình yêu cứu độ của Chúa, để cùng biết thương xót anh chị em như chính Chúa xót thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lòng ta nương
xin dâng trái tim con hôm nay hứa sẵn son đi theo anh vinh quang đời ơi bao la Chúa gió thương anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa xin nhớ lại con một Chúa là đấng ban cho chúng con được bình an và làm hòa với Chúa. Người đã đổ máu đào mà xóa bỏ tội lỗi trần gian. Giờ đây giáo hội đang hân hoan cử hành năm thanh và dâng lên Chúa những lễ vật này. Ôi xin Chúa vui lòng chấp nhận và giúp chúng con biết công tác với Chúa Giêsu để đem lại sự tự do đích thực cho hết thảy mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Tâm hồn lên, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con tạ ơn và ngợi khen Chúa về tất cả những gì Chúa đã thực hiện ở trần gian này, thật là chính đáng. Vì mặc dầu nhân loại bị phân tán bởi không ý hợp tâm đầu, nhưng qua kinh nghiệm chúng con biết Chúa huân năn các tâm hồn để họ sẵn sàng giao hòa với Chúa. Xin chớ vì chưng nhờ Chúa Thánh Thần, Chúa đánh động tâm hồn con người, để những kẻ thù đi tới đối thoại, các kiểu địch lại bắt tay nhau, các dân tộc tìm nhau gặp gỡ. Hơn nữa, lạy Chúa, quyền năng Chúa còn làm cho ghen ghét tham bại trước tình yêu, bao thù nhường bước cho khoan dung, bất hòa trở thành tương thân tương ái. Vì thế cùng với ca đoàn trên trời, chúng con ở dưới thế luôn tạ ơn Chúa và không ngừng tung hô uy linh Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh,
là nguồn mọi sự thanh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau được Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ đi nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết lại xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mau đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Giuse chúng con, Đức Giám Mục Giuse Đồng Tê, Đức Giám Mục Đa Minh và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tội tớ Chúa là các anh chị em trong hiệp hội lòng Chúa thương xót, nhất là những linh hồn đã được xin để cầu nguyện hôm nay, những người tất cả mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang
quan đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giờ tiệc trên Thiên Chúa. Về việc đức lễ, có 30 điểm trao mình Thánh Chúa. Kính xin mọi người xếp hàng hai trật tự lên đức lễ chỗ gần nhất. Xin quý cha đức lễ và trao cho cộng đoàn đức lễ. Xin mời cộng đoàn chúng ta đọc kinh Năm Thánh Lòng Thương Xót. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa dạy chúng con phải có lòng thương xót như Cha trên trời.
Và ai thay Chúa là thay Chúa Cha. Xin tỏ cho chúng con thấy cho người đàn bà ngoại tình và thánh Madalena không còn tìm hạnh phúc nơi loài thổ tàng, cho thánh Phêrô không lòng ăn năn sau khi trôi chuôn và hướng ban thiên đàng cho kẻ trộm có lòng hối cải. Xin cho chúng con được nghe những lời Chúa đã nói với người phụ nữ Samaria, như thể Chúa đang nói với mỗi người chúng con. Nếu con nhận ra hồng ân của Thiên Chúa, Chúa chính là gương mặt hữu hình của Chúa Cha vô hình, đấng biểu lộ quyền năng của Ngài trước bằng sự tha thứ, lòng thương xót, xin làm cho hội thánh phản chiếu gương mặt hữu hình của Chúa trên trái đất này. Chúa là đấng phục sinh vinh hiển, Chúa đã muôn căn thừa tác viên của Chúa, mặc lấy sự yêu đuối, để có thể cảm thông với những người mê muội lầm lạc. Xin làm cho tất cả những ai tiếp cận với các ngài đều cảm thấy họ đang được Thiên Chúa quan tâm, yêu mến và thư tha. Xin sai thần khi Chúa đến xưng dầu thanh yên mỗi người chúng con, để năm thanh lòng thương xót này trở thành năm hồng ân của Chúa cho chúng con, và để hội thánh Chúa mới lòng hăng say mới có thể mang tin mừng đến cho người nghèo, công bố sự tự do cho các tù nhân, người bị ám bưng, trả lại ánh sáng cho kẻ mù loài. Lạy Chúa Giêsu, nhờ lời chiến cầu của Đức Maria, mẹ của lòng thương xót, xin ban cho chúng con những ơn chúng con đang cầu xin. Chúa là đấng hằng sống và hiền trí cùng Chúa Cha, thần đến muôn đời. Amen.
Con tim máu mẹ, bóng ta đã bao
Kính mời cộng đoàn đứng. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa đón nhận mình và mau thánh Đức Kitô, ước gì chúng con tìm được trong bi tích hiệp nhất này những năng lực cần thiết, giúp chúng con mang lại hòa bình của Đức Kitô cho mỗi người trong mỗi hoàn cảnh mà không chốt làm chi sờn lòng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con trân trọng kính mời quý Đức Cha an toàn, kính mời quý Cha và cộng đoàn ngồi. Giờ đây Cha Giuse đặc trách hiệp hội lòng Chúa thương xót giáo phận Xuân Lộc, đại diện cho toàn thể hội viên hiệp hội lòng Chúa thương xót giáo phận Xuân Lộc, có đôi lời kính dâng Đức Cha, quý khách và cộng đoàn. Chúng con trân trọng kính mời Cha. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Trọng kính quý Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn. Những lời trích trong kinh ngợi khen của Đức Maria ca tụng tình thương Chúa khi xưa cũng chính là tâm tình của những người con thuộc hiệp hội lòng Chúa thương xót chúng con lúc này. Chính trong bối cảnh khai mạc năm thánh lòng thương xót mà cộng đoàn chúng con được khai sinh, chính lòng thương của quý Đức Cha và sự nâng đỡ của quý Cha mà hiệp hội chúng con được hình thành. Nay nhân dịp sắp kết thúc năm thánh lòng thương xót, chúng con được quy tụ về đây, nơi tu viện Thánh Martin này, để dâng lời tạ ơn vì Chúa đã rủ lòng thương xót trên chúng con trong năm thánh qua. Trước hết, chúng con xin hết lòng cảm ơn Đức Cha Giuse đã thương chủ lễ với những lời giảng dạy trong thánh lễ này, sẽ như kim chỉ nam hướng dẫn và thúc đẩy chúng con dân bước làm sứ giả lòng thương xót của Chúa. Chúng con xin cảm ơn Đức Cha Giuse giám mục giáo phận Hải Phòng, nhân viên công việc cũng đã cùng đồng tế cầu nguyện cho chúng con. Chúng con xin hướng lòng về Đức Cha Đa Minh, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, Đức ông Vinh Sơn, nguyên tổng đại diện, vì các đấng không hiện diện hôm nay, nhưng các đấng chính là đã khai sinh và vẫn tiếp tục đỡ nâng chúng con trong bước đầu hình thành. Chúng con cũng xin cảm ơn Đức Cha Giuse giáo phận Phan Thiết đã thương tạo cơ hội cho chúng con được tôn kính thánh tích của Thánh Giáo Hoàng John Paul Paulo đệ nhị. Chúng con xin cảm ơn quý Cha quản hạt, quý Cha đặc trách các ban ngành, quý Cha, quý bề trên, quý tu sĩ, thường vụ ban hành giáo giáo phận Xuân Lộc và giáo hạt Rô Nai, đặc biệt Cha giáo Giuse Tạ Huy Hoàng, quý Cha Linh Hướng, cùng đại diện quý cộng đoàn lòng Chúa thương xót, các giáo phận bạn đã đến chia sẻ niềm vui tạ ơn với chúng con. Chúng con đặc biệt cảm ơn Cha bề trên cùng quý Cha, quý tu sĩ tu viện Thánh Martino đã nhiệt tình tạo điều kiện và cùng các ban phục vụ thuộc tu viện hỗ trợ cho khâu tổ chức cuộc lễ. Xin cảm ơn quý dòng trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa hỗ trợ mặt y tế cho chúng con. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý vị chính quyền, ban ngành các cấp tỉnh Đồng Nai, thành phố Biên Hòa, phường Tân Biên đã tạo điều kiện và hỗ trợ chúng tôi tổ chức cuộc lễ được tốt đẹp. Chúng tôi xin cảm ơn đến quý chức ban hành giáo, quý gia trưởng các hội đoàn, các ban trang trí phục vụ cán bông thuộc hai giáo xứ Kẻ Sạch và Đại Lộ, ban kim nhạc của hội chống giáo xứ Kẻ Sạch, kết liên ca đoàn lòng Chúa thương xót hạt An Bình đã góp phần phục vụ cho thánh lễ được trật tự thánh thiện sốt sáng.
Xin trân trọng cảm ơn dịch vụ âm thanh nhà Vòm Vũ Quốc, cơ sở nấu ăn và tất cả những người đã góp phần hỗ trợ cho cuộc lễ hôm nay. Và chúng tôi cũng xin đặc biệt cảm ơn sự hiện diện đông đảo của chính các ban phục vụ, các hội viên của Hiệp hội Lòng Chúa Thương Xót đã đáp lời mời của ban tổ chức quy tụ về đây chung lời tạ ơn. Cuộc tổ chức của chúng con mới là lần đầu nên chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Kính xin quý đức cha, quý cha, quý tu sĩ và mọi người thương thông cảm chỉ giáo và tiếp tục cầu nguyện cho chúng con để chúng con luôn sống đúng tinh thần của hội viên là những sứ giả của lòng Chúa thương xót. Một lần nữa, chúng con xin chân thành tri ân. Chúng con đoàn cho một tràng vỗ tay thật lớn để chúng ta cảm ơn quý đức cha, quý cha và tất cả quý khách. Giờ đây chúng con cũng có bó hoa và món quà mòn đi dâng đức cha Giuse để thể hiện tấm lòng hiếu thảo của chúng con. Kính xin đức cha thương đón nhận. Chúng con cũng có một lãm hoa kính dâng đức cha Giuse, giám mục giáo phận Hải Phòng, cha về trên tu viện thánh Martino. Giờ đây trong ngày vui, ngày đầy ý nghĩa hôm nay, chúng con ước ao được lắng nghe những lời giáo huấn của Đức Cha Chánh Giáo Phận. Chúng con trân trọng kính mời Đức Cha ban cho chúng con những lời huấn dụ. Chúng ta hết sức là may mắn và hân hạnh có Đức Cha Giuse Giáo Phận Hải Phòng đến đây đồng tế với thánh lễ của chúng ta hôm nay. Cho nên trước tiên tôi muốn xin Ngài cho chúng ta ít lời, rồi sau tôi sẽ có hai lời ngắn thôi. Rồi sau bây giờ con chính mời Đức Cha, xin Đức Cha cho công đoàn ít lời. Trọng kính Đức Cha Giuse, kính thưa quý cha bề trên, quý cha quản hạt, thưa quý cha quý tu sĩ và thưa quý ông bà anh chị em. Ở trên này chúng ta lấy dòng chữ ngoài lòng thương xót Chúa thì không có nguồn hy vọng nào khác. Đối với chúng ta tôn vinh lòng thương xót Chúa, cố gắng để đón nhận lòng thương xót của Ngài trong cuộc đời và là những chứng nhân thực thi lòng thương xót của Chúa gắn liền với đời sống của người Kitô hữu. Trong tinh thần của năm thánh lòng thương xót Chúa, giáo phận Sơn Lộc muốn tiến xa hơn và Hiệp hội lòng thương xót Chúa đã được thiết lập để rồi tinh thần của năm thánh lòng thương xót không đóng khung trong thời gian năm thánh nhưng mà được thực hiện lâu dài, mở ra một tương lai mới và là một định hướng mục vụ rất quan trọng cho gia đình giáo phận và cho mỗi tín hữu. Bởi lẽ Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định với chúng ta lòng thương xót Chúa phải bao trùm tất cả mọi hoạt động của giáo hội. Tất cả hoạt động của giáo hội phải phản ánh lòng thương xót Chúa và phải đưa con người đến để gặp gỡ lòng thương xót Chúa. Để nhờ đó chúng ta vững vàng trong đức tin, đức cậy, đức mến và nhờ đó chúng ta cũng tìm được niềm vui và hạnh phúc trong hành trình đức tin. Ngày hôm nay con hân hạnh được tham dự thánh lễ kỷ niệm 1 năm kỷ niệm thành lập Hiệp hội lòng thương xót Chúa của giáo phận Sơn Lộc. Đó là sáng kiến của Đức Cha Đa Minh cũng như của quý cha. Con xin cảm ơn Đức Cha, cảm ơn quý cha đã cho con vinh dự được tham dự thánh lễ này và nguyện chúc cho gia đình giáo phận Sơn Lộc luôn luôn được sống trong nguồn ân sủng dồi dào của lòng thương xót Chúa và hy vọng qua thánh lễ này lòng thương xót của Chúa sẽ như chất dầu huyền nhiệm cùng với mỗi thành viên, mỗi hội viên chúng ta trở về với cuộc sống đổi từ đời thường và đem theo niềm vui, ân sủng. Và chúng ta sẽ trở nên, mỗi người sẽ trở nên chứng nhân loan báo lòng thương xót Chúa cho xã hội Việt Nam hôm nay.
Con xin kính chúc sức khỏe đến cha, quý cha, các tu sĩ nam nữ và quý vị. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Cảm ơn quý đức cha. Tôi nói có hai lời ngắn thôi. Sau đó thì xin mời cha về chim tu viện sẽ nên có những chỉ dẫn để anh em có mặt ở đây, chị em có mặt sẽ được lãnh nhận ơn phản xá. Hai lời ngắn. Lời thứ nhất, cha đặc trách hiệp hội lòng thương xót của giáo phận Xuân Lập chúng ta đã cảm ơn hết mọi người. Tôi muốn bây giờ thì cũng hợp ý với Ngài để cảm ơn tất cả mọi người Ngài đã nhắc đến, và tôi nghĩ là chắc đầy đủ hết, không thiếu ai cả. Nhưng mà tôi muốn nhân dịp này để thay mặt cho Đức Cha Nam Minh kính mến cảm ơn cha chánh phó đặc trách hiệp hội lòng Chúa thương xót của giáo phận, không phải chỉ vì và tất cả những người cộng tác với các Ngài, không phải chỉ vì hôm nay các Ngài tổ chức cho chúng ta buổi lễ hết sức xuất sắc long trọng để kỷ niệm một năm thành lập hiệp hội lòng Chúa thương xót của chúng ta, nhưng mà vạn sự khởi đầu nan, chuyện gì cũng vậy, bắt đầu rất khó. Các Ngài đã gánh vác công việc ngay từ lúc đầu. Ngài cảm tạ Chúa là các Ngài đã gặp được những lời đáp trả hết sức là hăng say nhiệt thành trong công việc này. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì tất cả công việc lúc đầu cũng hết sức khó khăn. Vì vậy tôi muốn nhân dịp này để nói lên lòng cảm ơn đối với cha chánh phó đặc trách của hiệp hội lòng Chúa thương xót của giáo phận chúng ta. Xin tất cả mọi người chúng ta vỗ tràng cho cha, cảm ơn các Ngài. Điều thứ hai thì trong cái sứ mệnh của hiệp hội lòng Chúa thương xót và Đức Cha Giuse Hải Phòng cũng đã nói cho chúng ta, sứ mệnh chúng ta là chứng nhân của lòng Chúa thương xót. Thế thì bây giờ tôi muốn ký thác vào anh chị em các hội viên của lòng Chúa thương xót giáo phận Xuân Lộc, tôi muốn ký thác vào anh chị em rõ ràng hơn cái sứ mệnh này. Sứ mệnh đưa lòng Chúa thương xót vào các môi trường sống sinh hoạt của mình mỗi người. Xin hãy tưới gọi mảnh đất của giáo phận Xuân Lộc này bằng những giọt nước tươi mát của lòng thương xót của Chúa. Và đó là sứ mệnh tôi muốn trao cho anh chị em hội viên của hiệp hội lòng Chúa thương xót của giáo phận. Xin anh chị em hãy nhận lấy cái sứ mệnh này, cũng là sứ mệnh của hiệp hội chúng ta thôi, nhưng mà một cách rõ ràng hơn. Hôm nay Đức Giám mục giáo phận trao cho anh chị em cái sứ mệnh này. Xin hãy cầu cho mọi người, nhất là những người tội lỗi, những người đau khổ, lãnh được những ơn lành của lòng Chúa thương xót. Và xin mỗi người hãy trở nên hiện thân của lòng Chúa thương xót trong gia đình, trong môi trường sống, trong môi trường sinh hoạt, trong giáo xứ, trong giáo phận và mọi nơi, bất cứ ở nơi nào anh chị em sẽ tới. Xin hãy là hiện thân của lòng Chúa thương xót. Đó là sứ mệnh tôi xin trao cho anh chị em hôm nay. Tôi xin rất lòng cảm ơn. Chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Cha Giuse Giám mục giáo phận Xuân Lộc đã cho chúng con những lời huấn dụ và sai chúng con như là sứ giả tin mừng của lòng thương xót. Kính thưa cộng đoàn, giờ đây cha về trên tu viện Thánh Martino sẽ nói đôi điều về việc lãnh nhận ơn toàn xá trong dòng anh em giảng thuyết. Nhân dịp năm thánh 2015-2016, cụ thể là ở nơi đây, chúng con xin trân trọng kính mời cha. Trọng kính quý đức cha, kính thưa cộng đoàn, hòa trong niềm vui ân sủng của năm lòng Chúa thương xót, dòng anh em giảng thuyết cử hành năm thánh dòng 2016-2017 với chủ đề được sai đi để rao giảng tin mừng.
Cha Bruno Cadone, đời trên tổng quyền dòng anh em Thuyết giáo, đã thỉnh nguyện Đức Thánh Cha Francisco cho phép dòng cử hành năm thánh để đánh dấu việc Thánh Tổ Phụ Đa Minh nhận được hai sắc lệnh do Đức Honorio Đệ Tam ban hành, đời sống tu trì ký vào ngày 22 tháng 12 năm 1206 và mở lòng ân sủng ký vào ngày 21 tháng Giêng năm 1207 liên quan đến việc thành lập dòng anh em giảng thuyết theo tu luật Thánh Augustino. Nhân dịp kỷ niệm 800 năm dòng đón nhận hai sắc lệnh kể trên, Tòa ân giải Tòa Thánh trong sắc lệnh số 16/15/1 ký vào ngày 8 tháng 8 năm 2015 đã ban cho mỗi cộng đoàn của gia đình Đa Minh được phép cử hành long trọng năm thánh từ ngày 7 tháng 11 năm 2015 lễ các thánh dòng cho đến ngày 21 tháng Giêng năm 2017. Các thành phần gia đình Đa Minh cũng như các tín hữu khác sẽ được hưởng những ân phúc thiêng liêng dồi dào và ân toàn xá trong suốt năm thánh theo thỉnh nguyện của bề trên tổng quyền. Vậy con xin được hân hạnh đại diện cho dòng Đa Minh, cho tỉnh dòng Đa Minh và cho tu viện Thánh Martino xin được đọc sắc lệnh tòa ân giải tối cao. Ngày 8 tháng 8 năm 2015, tòa ân giải tối cao do ủy nhiệm đặc biệt của Đức Thánh Cha Francisco vui lòng cho phép mở năm thánh cùng ba ơn toàn xá theo những điều kiện thông thường, xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng cho các tín hữu thật lòng sám hối và được đức ái thúc đẩy mà cử hành năm thánh. Ân toàn xá có thể lãnh nhận mỗi ngày một lần và có thể dành cho các linh hồn nơi luyện ngục khi tín hữu hiệp đồng với các mục đích thiêng liêng của năm thánh lòng thương xót. Thứ nhất, sốt sắng tham dự các cuộc cử hành mừng năm thánh. Thứ hai, hành hương viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện thuộc gia đình Đa Minh, viếng thánh thể trong một khoảng thời gian tương xứng, kết thúc bằng kinh lạy cha, kinh tinh kính, kinh năm thánh dòng và khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria. Những thành viên gia đình Đa Minh vì đau yếu hoặc vì lý do hệ trọng không thể tham dự các cử hành năm thánh vẫn có thể lãnh nhận trọn vẹn ơn toàn xá miễn là xa lánh tội lỗi, có ý hướng thi hành ba điều kiện thông thường, tham dự các thiêng liêng vào các nghi lễ thánh cùng với lời cầu nguyện và đau khổ hay nghịch cảnh của đời sống mình làm của lễ dâng lên Thiên Chúa nhờ Đức Maria. Vậy, để việc đạt được ơn tha thứ do quyền tháo cởi của giáo hội trở nên dễ dàng hơn nhờ vào đức ái mục tử, tòa ân giải tối cao tha thiết yêu cầu các linh mục dòng Thánh Đa Minh hãy sẵn lòng cử hành bí tích sám hối tại các địa điểm của năm thánh như đã được chỉ định cho họ và hãy trao mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân. Sắc lệnh này có hiệu lực trong năm thánh bất chấp mọi điều trái ngược. Hồng y Moro Piacenza chính án tòa ân giải tối cao. Xin chân thành cảm ơn cộng đoàn. Sau thánh lễ, chúng con xin quý Đức Cha, quý Cha lưu lại với chúng con tấm hình. Sau đó chúng con kính mời quý Đức Cha, quý Cha, quý khách và cộng đoàn dùng bữa ăn hành hương đơn giản tại trước lễ đài. Trong dịp hành hương hôm nay, cộng đoàn có thể hôn kính máu Thánh Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đề nghị được đặt tại bên trái phía trước khán đài từ sau thánh lễ đến trước giờ chầu bế mạc. Kính mời cộng đoàn đứng để đọc kinh theo đặc ân năm thánh dòng Đa Minh và lãnh khắp lành với ơn toàn xá. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con
Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Chúa đã kêu gọi tôi ra Ngài là Thánh Đa Minh, cần mơ trong hành trình đức tin và tăng giả tin mừng an sông của Chúa. Nay chúng con vui mừng cử hành năm hay của dòng, tôi xin Chúa tiếp tục tuân đấu đầy lòng chúng con. Hành khi qua đơn khi có hành sân, để chúng con luôn chung tin và hân hoan công bố tin mừng bình an của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Thiên Chúa là Cha từ bi nhân hậu, hãy cho anh chị em được hòa giải với người nhờ Đức Kitô. Xin người thương tuôn đổ ơn phúc, làm cho lòng tin cậy mến của anh chị em được củng cố vững vàng. Anh chị em đã tin tưởng bước theo Đức Kitô, xin người ban cho anh chị em một tâm hồn cởi mở để yêu mến tha nhân, và nhờ đó sẵn sàng đón nhận ơn Chúa trong thời gian cứu độ này, đồng thời cũng trở nên ánh sáng chiếu soi mọi người chung quanh. Đức Kitô đem lại cho chúng ta ơn hòa giải, xin người cho anh chị em được sống và hoạt động trong bình an của người. Xin người cho tâm hồn anh chị em được vui mừng hoan hỷ, và sau hết xin người dân đưa anh chị em vào cõi phúc trường sinh. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Sau bài hát kết lễ, kính xin Cha đặt trách nhiệm hồi lòng Chúa thương xót kiểu máu Thánh Đức Giáo Hoàng Gian Phaolô đề nghị đến vị trí để cộng đoàn hôn kính. Sau đó xin mời Cha Phaolô phó đặc trách nhiệm hồi lòng Chúa thương xót là phép ảnh tượng và tràng hạt cho quý khách hành hương.